số đặc biệt. Hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 2022, trong một năm kể từ ngày đội tuyển Liên quân Mobile của Việt Nam V-Gaming đã xuất sắc có được ngôi vị Á quân thế giới sau khi để thua rất nuốt trước một trong đội tuyển kỳ cựu của Liên quân Mobile Thái Lan, Buriram United Esports. Ngày hôm nay, V-Gaming đang đứng trước cơ hội không thể tuyệt vời hơn để đổi lại những gì đã mất cách đây đúng một năm. Những cánh đại bóng đen đã xuất sắc giành quyền có mặt trong thêm một trận chung kết thế giới nữa. Trận chung kết AWC 2022 sẽ diễn ra vào buổi tối nay. Nhân dịp này, chúng ta hãy cùng quay ngược thời gian để ghé thăm những bến tàu của năm 2021 và cùng gặp gỡ những con người đang một lần nữa bước đến ngưỡng cửa lịch sử của Liên quân Mobile Việt Nam. Đây là Quang Hải, Hải Liên Quân, chứ không phải là Hải này. Quang Hải, đẹp trai, cún ngầu, chơi game giỏi, giống tôi. Và đặc biệt là Hải giống hệt tôi ở khoản FA. Sao bạn cứ lạnh lùng xong rồi cau có vậy? Nói sao vậy anh em? Anh em chỉ tôi cách Hải này, cách con tim anh đang đặt để niềm đau sao cuốn mặn nồng bước chân anh như về chẳng còn ai. Điên vãi, chỉ là chưa chơi, có chiêu đùa gì luôn á. Toàn kêu người ta kêu người ta nhạt rồi lạnh lùng đúng không? Chơi búa gì trời? Để con gái chủ động quá thì đó mấy ông dạy tôi tán gái đấy. Không phải tán, bạn chỉ cần dần đầu thôi. Không phải tán, bạn chỉ cần dần đầu thôi. Oh my god! Gần wow. Đầu gì? Lại không nói cái gì hết. Anh nào? Anh nào? Hải thích chơi Triệu Vân. Hải Vân. Đây thì một tấn công mà cây kẹt lại rồi và cây đã bản được số và pháo băng vào đến từ bên phía của đội tuyển Happy và họ đang có thể ăn được hoàn tất đây phát ra quá hay. Trong khi đó thì Hải băng vào và Hải bắt đầu lao đến. Hải là một vị thánh ở trong tình huống này và anh ta sẽ có địa điểm hạng mục tiếp theo ngay lập tức thôi. Hải đưa đồng đội vào chung kết thế giới, đánh đông giặc bắc vẫn khiêm tốn, thắng không kiều, bại không nản, hãy như Hải. Như thế này rồi, mọi người không cần lo lắng, em như ở trong đấu trường bằng em nói mọi người rồi. Quyết tâm của em là rất là lớn luôn, nên là cái vấn đề về kiểu em bây giờ em thất bại xong thế năm sau em cũng cố gắng, hay là đến năm sau em không làm cái gì nữa. Em hứa mọi người là em sẽ cố gắng hết sức và những năm sau em sẽ quyết tâm hơn, chứ không phải là bây giờ em thua cái xong em muốn xong em thôi. Thôi thiên phúc, thôi mùa sau làm lại ông Hải. Đây là Maris. Maris thích xỏ khuyên. Maris có nghĩa là ngôi sao của biển. Maris là nghệ danh chính thức của Huy khi chuyển sang chơi cho V-Gaming với ý nghĩa được chính chủ giải thích. Ý nghĩa tên Maris là ngôi sao của biển cả vì quê em ở Bình Thuận có biển, và cũng chính cái tên này đã nói lên sự khát khao tỏa sáng của Maris tại thời kỳ chuyển giao bước ngoặt ấy. Sở thích của em là thấy đeo vào cho cảm giác con người mình mạnh mẽ hơn nên em thích. Maris đi đường giữa nhưng lại thích đánh xạ thủ, đấu sĩ, thậm chí là cả con Grack này. Maris mới 19 tuổi nhưng đã vào đến chung kết thế giới rồi. Còn bạn lúc 19 tuổi thì sao? Đây là Hoàng TD. Có nghĩa là Hoàng thích đấu, tại mình chơi các bậc ranh ở các server toàn là thách đấu. Wow. Hoàng TD có nghĩa là Hoàng thách đấu nha mọi người. Là bạn này á, là chơi những cái server của thách đấu là nhiều. Ly có tưởng là Hoàng thách đấu chứ. Mày con, tao lấy mày. Hoàng TD thì có sở thích là ăn uống, uống ăn và ăn rồi uống. Cùng với đó là sở thích xem phim khi giải trí. Nhưng điểm tốt của em rất là vui vẻ, hòa đồng và biết chút nấu ăn và biết phụ giúp mọi người. Còn về phần điểm xấu là chắc hay ngủ nhiều với lười biếng tí. Đã vậy, tiêu chuẩn bạn gái còn đơn giản nữa. Hình mẫu con gái lý tưởng của em là chắc dễ thương là được ạ.
Nhưng em có người yêu ngoài nhà. Có người yêu ngoài nhà. Thôi thì tôi tạm để ở đây một hình dìm cho mấy nàng đỡ tiếc nuối nhá. Bây giờ cũng hoang tới đây làm bài test nhanh về Liên Quân Mobile nhá. Tôi sẽ cho em tôi một vài tấm hình chiêu thức của vài vị tướng và em tôi sẽ đoán tên vị tướng đó để xem là em tôi sành game cỡ nào nhá. Đầu tiên, theo kinh nghiệm mà chơi Liên Quân Mobile của em 2 năm và nhìn ba chiêu này nhìn khác biết ngay là con Yon. Nhìn con ulti thì biết ngay con Yon. Tiếp theo, con này chắc là con Yuka quá. Nhìn cái chiêu một nó có hình nhỏ 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 giống con gấu trúc nhỏ nhỏ. Vị tướng tiếp theo sẽ là riêng con nào chứ con này trả lời không giờ sai, con biết mấy ngày nay toàn chơi con này. Trời ơi, ghê chưa? Đây là theo em con này chắc là con ít ghi rồi. Ba bộ chiêu thức chiêu nào cũng có bơm hết. Mới bữa mà Rick nó mới thả bơm xong nhớ mà. Cuối cùng là cái chiều con này nhìn quen quen quá ta, chắc là con Slim rồi. Cái lao quen quen. Mặc dù có biết danh là đoán toàn sai, nhưng để cho Hoàng cầm Lavin ít sai lắm. Đây là Han. Han có điểm tốt là dậy sớm. Điểm tốt của mình chắc có lẽ là hàng ngày thì dậy sớm. Và điểm xấu là ngủ nhiều. Lâu thì ngủ hơi nhiều tí, ngủ hơi nhiều trong một ngày. Han bộ đội đi nghĩa vụ như vậy thì cái nhiệm vụ mà Han hay nói là những lần làm nhiệm vụ cùng anh em đồng đội đó là những cái nhiệm vụ gì, bạn có thể chia sẻ một chút không? Tại vì là trong thế giới game thủ người ta rất là thắc mắc, cũng không biết là trước đây bạn phải làm những cái gì. Thường thì mình tập luyện ở trong đơn vị và buổi tối thì mình hay đi tuần tra những khu vực xung quanh. Nhiều nhất không? Mình nghĩ như vậy là nhiều nhất. Bạn có thể kể những cái lần mà bị phạt không? Vì lúc nãy thì Han có nói rằng là nhiều lần mình bị phạt lắm. Thì không biết là những lần bị phạt thì lý do là tại sao? Lần đó thì mình chơi game vào đêm và chơi quá giờ quy định thì mình bị bắt ra khỏi tay và chạy bộ quanh sân và hết đất 11 giờ đêm. Sao lần đấy có chừa không hay là vẫn tiếp tục tái phạm? Mình hạn chế bớt hơn nhưng mà vẫn có. Giống như Han chia sẻ là ngày bé thì bạn đã ước mơ và bạn đã rất là thích công an rồi. Vậy thì tại sao sau khi mà đi nghĩa vụ một thời gian thì bạn lại không tiếp tục theo đuổi con đường đó? Thì lúc tham gia thì xong 3 năm thì có đợt xét biên chế. Nhưng mà mình không thích nữa. Cảm thấy là không thích nữa. Cảm thấy không thích. Nhiên không thích nữa mà. Đúng rồi, không. Mình thấy là sau 3 năm đi nghĩa vụ mà Han lại lựa chọn một cái quyết định đó là theo đuổi game thủ chuyên nghiệp. Một cái quyết định này mình nghĩ là nó khá là trông chênh so với những gì mà ban đầu bạn mong đợi. Trong lúc trong quân ngũ thì mình cũng có yêu thích chơi game. Và trong lúc gần xuất ngũ thì mình cảm giác là mình yêu thích Xbox hơn. Han hút. Đây là em Bớt, chúa tể cua gái. À, mày đang cà phê Phúc Long phải không? Dạ. What the hell? Ta đang đứng gần cái chị cũng chị đi luôn rồi. Ông Hoàng gãi mũi. Vừa rồi là những hình ảnh của các chàng trai V-Gaming, những người chuẩn bị bước vào trận đấu của cuộc đời. Hãy cổ vũ cho V-Gaming để những cánh chim đại bàng có thể phất cao lá cờ Việt Nam trên đấu trường quốc tế trong trận chung kết AWC 2022 sẽ diễn ra vào buổi tối nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Hoàng Sơn, phóng viên Tàu Nhanh Ngày Lẻ, tác nghiệp trong tương lai. Chúng tôi là V-Gaming.
Chúng tôi đại diện cho tầng lớp tuổi trẻ mang đầy nhiệt huyết, khát khao chiến thắng đầy mãnh liệt, đưa màu cờ sắc áo vươn tầm quốc tế.